Cái răng, cái tóc là gốc con người nhưng mà làn da căng mịn và trẻ thì lại giúp bạn để trẻ hơn cả chục tuổi. Vậy thì tránh luôn 5 điều này để giúp cho da mặt bạn trẻ hơn 10 tuổi. Cùng tìm hiểu một xíu trong video này nhé. Thứ nhất là không dùng serum chống lão hóa từ sớm. Còn hình dung này, tập thể dục thể thao thì giúp cho mình trẻ từ bên trong, bởi vì là giúp tăng cường chuyển hóa hơn. Nhưng mà serum chống lão hóa là gì? Cái da của mình ấy, cái lớp bên ngoài cùng nó không khác với cái vỏ cây. Và khi bóc cái vỏ cây đi thì lõi bên trong nó sẽ non. Và càng nhiều tuổi hơn thì cái vỏ này thay mới càng chậm. Tức là bề mặt ngoài cùng này có khả năng thay mới. Vì nó thay mới được nên là lỡ mà chẳng may mặt mình có mấy cái đốm nâu hay là có một ít nhăn sạm mà da nó dày dày nó không mịn thì còn có cơ hội mà sửa. Chứ bây giờ cái lớp ngoài cùng này của mình mà nó cố định thì làm sao mình sửa được. Thì các serum chống lão hóa sẽ giúp cho cái tốc độ thay mới của da mình giữ được trẻ hơn, tức là nó rút ngắn lại như cái hồi trẻ. Tất nhiên là không thể như trẻ được. Tuy nhiên thì khi dùng các loại serum chống lão hóa sớm, ví dụ như là retinol, tretinoin hay là adapalene, thì nó sẽ giúp ngắn cái chu kỳ lại. Và khi mình dùng càng lâu ấy, thì cái tốc độ thay mới của da mình nó vẫn giữ được như hồi thanh niên, nhưng mà nó không giữ được cái đâu, nó chỉ đỡ hơn thôi. Ví dụ là trẻ hơn được vài tuổi ấy, thì có thể làm được 3-4 tuổi, 5 tuổi. Có một cái nhược điểm là khi dùng retinol tre để chống lão hóa thì mình hay bị gặp kích ứng, và khi kích ứng thì các bạn hay sợ, chúng ta sợ chúng ta dừng lại thì mất đi một cơ hội để chống lão hóa bằng đường bôi, quá đáng tiếc luôn. Thế thì các bạn nào chưa biết dùng retinol hay tretinoin nào để chống lão hóa thì xem thêm các video của bác sĩ Hiếu nhé. Phần số 2 là lo lắng suy nghĩ và không có điểm cân bằng. Lo lắng sẽ giúp căng thẳng và sinh ra hormone cortisol. Bản chất của nó sẽ giúp cho mình trải qua sự căng thẳng cách dễ dàng hơn. Và khi tăng quá nhiều thì làm cho mình dài. Khi mình quá lo lắng suy nghĩ thì nếp nhăn của mình sẽ dần hiện rõ. Những đêm mình đau đầu mất ngủ thì rõ ràng mình phải nhăn mặt nhăn trán lên, mình suy nghĩ, bắt chai lên trán để suy nghĩ. Thì những nếp nhăn suy nghĩ sẽ hằn lên khuôn mặt của mình. Và sau khoảng 5-10 năm thì bộ mặt chúng ta chính là những gì chúng ta đã làm trong thời gian qua. Mặt hay căng thẳng lo lắng thì bộ mặt sẽ như này. Mặt hay tươi cười vui vẻ nó sẽ dạng người như này. Mặt hay nhìn A đoán B thì nó sẽ như này. Đấy, kiểu thế. Thế nên là những cái cảm xúc trên khuôn mặt của mình, những cái việc mình hay phải lo lắng sẽ chính là khuôn mặt của mình sau này. Bạn xem thấy đúng, comment xuống bên dưới và đừng quên like, subscribe của Siêu nhé. Số 3 là thiếu vitamin khoáng chất. Vitamin khoáng chất là yếu tố vi lượng rất là nhỏ. Thiếu A thì khiến cho mình là giảm sức đề kháng, mắt thì kém hơn. Mỗi một vitamin đều có đặc tính. Thiếu D thì xương nó không chắc khỏe. Thiếu K thì rối loạn đông máu. Còn thiếu E thì giảm cái loại chống lão hóa. Thiếu C thì da khô bong chóc, da sạm không sáng. Thiếu acid folic thì thiếu máu, rất nhiều loại. Tóm lại là thiếu vitamin là không tốt rồi. Thì các vitamin khoáng chất thì không phải ai cũng khả năng bổ sung đầy đủ bằng con đường dinh dưỡng thông thường. Tất nhiên là bác sĩ không đánh giá cao giữa việc là ăn tự nhiên hay là bổ sung bằng cái đường các viên uống bổ sung so sánh như nào, nhưng tóm lại thì nếu như trong cuộc sống ngày nay mà mình bổ sung những cái tự nhiên là khó có thể đủ được, thì mỗi một đợt uống vitamin tổng hợp trong một năm hai đợt thì bác sĩ cho rằng là một việc rất là nên làm. Vì thứ nhất là bù lại vitamin thiếu, còn thứ hai là giá thành nó cũng không có gì đắt cả, rất là rẻ thôi, vì việc tổng hợp nó không quá khó trong các viên uống. Thứ tư hay gặp nhất nhưng các bạn không để ý, đó là tẩy da chết hay là peel da quá đà. Tẩy da chết lấy đi cái da già cỗi trên bề mặt của mình, nhưng có nhiều phương pháp tẩy da chết mà mình không cần phải trà sát quá nhiều như vậy, ví dụ như là dùng retinol hay là tretinoin. Thế thì ngày xưa người ta vẫn dùng cái viên đá mài, ta mài vào người ấy, cho nó nhẵn có được không? Câu trả lời là được nếu đúng tần suất. Không đúng tần suất là gì? Mình cảm thấy là tẩy xong mặt mình nó quá là căng rát và càng ngày da mình càng đỏ hơn và cảm thấy nó yếu đi, thì đấy là dấu hiệu cho thấy mình đang tẩy da chết quá đà. Và thứ hai nữa là không có một lộ trình tẩy da chết, và thứ ba là không có cái dưỡng hay là phục hồi gì. Thì sau khi tẩy da chết xong chúng ta bôi, cách đấy nó cũng không là đúng cách. Rồi số 5 hay mắc nhất, thói quen ngủ nghiêng hay là chống tay lên mặt như này. Khi ngủ nghiêng ấy, cái rãnh mũi má của mình đè xuống nha. Bạn thử ngủ nghiêng xem đúng không? Thì lâu ngày sẽ tạo thành cái rãnh hằn một bên mặt. Và cái má bên này nó có xu hướng là nó bị ọp hơn này. Đó, cái cảm giác nó bị dày cái gò má lên thì nhìn rất là già. Và sau này chị em cứ thích mà gì, em muốn hạ gò má xuống, chị muốn hạ gò má xuống đúng không? Hay là mặt chị hơi nặng nặng. Thế thì thói quen ngủ nghiêng, tất nhiên là ngủ nghiêng thì không phải là không tốt, nhưng khi ngủ thẳng hơn, ngủ nằm thẳng mà không có lực tì đè trên khuôn mặt thì mặt hai bên sẽ dễ cân đối hơn. Thế thì các bạn đang mắc phải những điều nào như trên và có thể thay đổi thì cùng nhau comment giúp Siêu nhé. Và đừng quên like, subscribe và ủng hộ Siêu. Xin chào. Bye.